Cái canxi thì chúng ta cần yêu cầu sử dụng đúng hàm lượng, đúng liều lượng. Và một số trường hợp thì bà con dùng buổi tối là nó sẽ không hiệu quả. Đó, thì chia sẻ với chị em là tại sao cái canxi không dùng buổi tối. Bởi vì canxi nó là một quá trình trao đổi và hấp thụ lâu hơn các hoạt chất khác. Khi mà bà con sử dụng canxi, mặc dù canxi là một cái hoạt chất khá là đắt, mà nếu mà anh chị em bà con mà sử dụng mà không đúng cái cách sử dụng thì nó sẽ bị phản tác dụng. Đặc biệt khi là chúng ta sử dụng buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi chiều. Thì chia sẻ với anh chị em là cái canxi thì anh chị em chúng ta dùng buổi sáng kết hợp với men tiêu hóa. Và chúng ta có thể kết hợp với con men này. Cái men này em có thể chia sẻ với anh chị em. Men này anh chị em có thể dùng kết hợp với men này. Đây là men Nacto. Men Nacto. Đây là men này thì sử dụng trực tiếp trên con gà, con lợn. Cái này thì có thể hòa tan trực tiếp trong môi trường nước. Đó, để giúp cho cái quá trình là vận chuyển dinh dưỡng, tăng cường vận chuyển và hấp thụ dinh dưỡng trong đường ruột. Và khi mà trường hợp mà sốt cao thì chúng ta càng bổ sung cái men Nacto. Đó, để cho bổ sung cái men lợi khuẩn. Và trong trường hợp mà vật nuôi chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái hệ thần kinh, ví dụ một số bệnh sau khi mà bị bệnh virus, ví dụ như tai xanh này, lưu này, cúm này, thì nó bổ sung canxi. Bởi vì là khi mà cái quá trình bị sốt do virus thì nó sẽ ảnh hưởng quá trình dây thần kinh phát triển và giữ vững các thành mạch của dây thần kinh, thì chúng ta sẽ bổ sung canxi và men tiêu hóa buổi sáng. Đó, một là chúng ta bổ sung canxi, hai là khi sử dụng hỗ trợ điều trị bệnh sau vaccine, sau bệnh virus, và ba là khi mà chúng ta muốn tăng cường tăng tốc vỗ béo, thì chúng ta dùng thêm canxi để cho nó to khung. Bởi vì khi mà cái độ dài của xương nó sẽ có chiều dài nhất định, nhưng mà khi chúng ta muốn kéo dài khung xương để cho khung xương nó to hơn thì chúng ta bắt buộc chúng ta bổ sung cái canxi. Canxi để cấu thành nên khung xương. Đó, thì chúng ta sẽ bổ sung cái canxi này vào để tăng cường quá trình hấp thụ và phát triển khung xương, giúp cho vật nuôi chúng ta mau lớn hơn. Thì cái canxi của chúng ta thì chúng ta sẽ không dùng liên tục nhé. Chúng ta dùng khoảng 5 ngày, chúng ta sẽ dùng 3 ngày, nghỉ 3 ngày. Dùng 5 ngày và nghỉ 3 ngày để cho cái quá trình là hấp thụ hết vào trong cơ thể đi, tránh ứ đọng ở trong gan thận nhiều thì nó sẽ làm phản tác dụng với cái này. Nên là đây là canxi nên rất ít bà con chú ý đến, thì làm phản tác dụng và mang tính không hiệu quả khi chúng ta điều trị bệnh hoặc hỗ trợ điều trị bệnh. Các bạn thấy cái kênh này của em hay thì hãy chia sẻ hoặc đăng ký kênh để mỗi lần em ra những cái trải nghiệm thì các bà con lấy đây là cái kinh nghiệm, thêm kinh nghiệm để chúng ta chăn nuôi làm sao hiệu quả hơn và đưa vào những cái trang trại. Và khi chúng ta xuất bán thì cái thịt, trứng, sữa của chúng ta lại sẽ thơm ngon hơn. Khi mà chúng ta sử dụng thuốc mà chúng ta sử dụng không đúng lưu lượng hoặc là bị phản tác dụng thì từ đó thì bà con sẽ tăng cái chi phí chăn nuôi lên. Xin cảm ơn.